Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Và sau 3 ngày lễ thì cảm giác của mọi người như thế nào? Cảm giác của mình là một kỳ nghỉ rất là tuyệt vời. Nhưng mà cách đây vài ngày thì gia đình mình gặp một sự cố mà mình cảm thấy rất là tức giận. Các bạn hãy xem đoạn clip này nha. Trộm vía là lúc đó nhờ có Ngân ra kịp thời nên bé Bo mới không bị bắt cóc. Và không biết các bạn nghĩ như thế nào? Thôi đang coi clip hả? Đang coi cảm xúc lúc đó của con Bo như thế nào? Em sợ mất cùng rác nè. Được. Bây giờ nếu mà thằng cướp mà nó có kè cái dao vô cổ thằng Bo cũng phải sống chết vì con chó. Phải. Anh đổi con Bo lấy chó à? Đối với mình, chó là một thành viên của gia đình. Và nếu mà có một người xuất hiện bởi vì lòng tham mà muốn bắt đi một thành viên của gia đình thì đó là điều không thể nào mà chấp nhận được. Đúng không? Đúng không? Có phê vậy ta? Nó đang nhìn cậu à. Cậu ơi, nếu con Bo bị mất thì cảm xúc của cậu như thế nào? Hỏi cầu sốc quá vậy? Hỏi coi là cảm giác mất 40 triệu là gì? Đó là cảm giác của anh Hiến khi bị mất Bo. Hôm bữa trong cái tin nhắn á, nó đã thể hiện rõ là cái là cậu như nghĩ à. Má tao mở ra tao chà luôn. Trong đầu của cậu là suy nghĩ là không bao giờ được mất con Bo. Không bao giờ được mất con Bo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ba thấy em cũng muốn là em có nhiều tiền đem về cho công ty để công ty có thể chia hoa hồng thêm cho tụi em. Giờ cậu bán cầu định dán lên đầu à? Có cô sau lưng kìa, cô còn là một con ngốc. Nói vô. Các bạn có thấy là vì tiền bạn có thể bất chấp làm bất cứ thứ gì, những chuyện vô liêm sỉ hết. Một bông hoa luôn không? Một bông hoa luôn không? Em mang niềm vui đến cho mấy đứa nhỏ chưa? Chưa anh? Uống Monster. Bông hoa muốn mua gì? Bông hoa muốn uống Monster. Bông hoa tính tiền anh. Chết mẹ. Làm đi. Cái gì vậy? Dạ xin cứ ở anh bông hoa để quen quen tiền. Dạ để bông hoa đi. Bông hoa muốn chụp với anh một tấm hình. Cái tươi mà. À, muốn chụp với bông hoa một tấm hình không? Dạ thôi cảm ơn anh. Nãy không ai vô mà nó vẫn chưa chụp. Giờ này ok để hoàn thành 100.000. Em hoàn thành muốn chụp với kẻ 100. Em dám thực hiện thử đó, cho em thêm 100.000. Mọi tiền anh à. 500. Dạ. Chị ơi. Dạ đây là một bông hoa ngốc. Chị muốn chụp hình với em không? Dạ được, anh chơi. Chụp em. Rồi, quá đẹp luôn. Cô thấy bông hoa đó sao cô? Đẹp. Đẹp tươi quá trời luôn, thấy ai cũng khen. Nữ tính. Nhưng mà nó nam mà cô. Cô khen bông hoa nữ tính. Nhưng mà bông hoa này là nam mà. Này là ai mà phóng xuống trước đầu tiên là bị loại ai à? Bay lên.
ấy quay là sau ấy để mấy chó rồi đó. Má đang quay con cảnh hai like có thằng chạy qua ôm chó vậy. Lại đây tiếng đập thình 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 thình. Má tiếng đập thình thình gờ vô. Má tiếng nó đập thình thình. Má rất là sợ hãi. Tiếng đập thình thình. Chơi ác quá. Người thì vẫn ở đây chơi, chó thì nằm đây.